xui. Lỗi sao mà vô đây kẹt luôn, cứ ngắt ra chẳng biết. Kẹt né xe tải rồi, mấy bạn không có kinh nghiệm, từ từ, từ từ. Từ từ nha. Rồi, anh chém nó lại đi. Nó trơn quá. Cái đá này nó trơn quá, không được. Rồi thử coi. Thử coi. Được luôn. Từ từ nha. Đồ thì kê phía trước, mà chú kê phía sau đi, nó đang ấy. Cái miếng này nó bị chưa. Cái này hơn là cát nó dễ dễ. À, cát cũng đâu có lúng lắm đâu ta mà ra không được ta. Lúng lúng lửa bánh. Đẩy gì nổi. Từ từ. Từ bánh luôn. Sao cái này lúc như nó cỏ vậy không ta? Không có kinh nghiệm mà xử lý vậy có sống lên được ta đâu, để miếng đó thôi thử. Nhiều khi nãy giờ tại cái cục này nó bự quá không. Rồi thử con tư vậy, ve lại thôi, ve nhẹ nhẹ, nhấn nhẹ, nhấn tới cái rồi nhấn ve lại, chồm tới cái đó đó rồi ve lại. Vậy chậm tới ngay, chậm tới ngay đây. Rồi ve lại. Nó muốn được rồi đó. Chắc khỏi đi câu mực luôn rồi đó. Đừng có đạp nha. Rồi. Ôi, tôi cứ nhắc tôi rồi. Anh đang chìm cái lần trước không ạ? Hả? Anh đang chìm cái lần trước này nữa. Rồi, để em thử lại cái nè. Từ từ. Anh Khương đang ở đây. Chưa. Chưa chạy nha. Để về xuống không đi. Chết luôn á. Để tới thử rồi được không? Xuống ghe nó không. Rồi thử coi. Nghe đúng không? Tới tới. Không được. Được. Nó không được, nó bám vô không được. Để em lùi lại cái nè. Lùi.
chùi cho luôn. À, để dọn cát đi bớt đi. Anh có cách xử lý không này thì anh hỗ trợ giùm em với. Móc cái này chim đá chứ mà chim đá gì đó. Cầm đi tình lợi mình ở xe tải nó kéo mình ra cái để mình làm thử thách đi thử xử lý rồi tình huống luôn mình phải thử cứu mình trước thử coi là không có xe tải thì sao nhìn thấy nó lúng có chút xíu thôi mà lên không được trời. Thường nếu mà khỏe anh khiêng lên cái một mà anh đẩy lên ha. Này nếu mà xe tầm 10kg lên khiêng cái một nó sát cái đường nè. Nhiều khó xíu kẹp này mình chịu khó để quay lên để bà con bác xem để bà bác chỉ cho mình đó mốt mình biết cách mình đi đường mình sẽ gặp những sự cố. Ở bên đây cái đường này nè trời ơi đâu hay vậy hả? Cái đèn đâu mình lấy đèn ra cái bác ông bà cô chú nói mình dàn dựng đâu mà có sẵn đồ diễn ông bà chú nói này anh Phương diễn đạt quá đó cục đá này kia rồi cái cục này bự quá không nó bự gì nó cục này nó gồ ghề bây giờ cái cục kia nó ấy quá. Rồi thử cậu ta. Ba lui. Gắn luôn là lui chứ. Nhóm tới rồi lui cái. Ồ nó không bám vô cục đá nổi. Thử đi rồi, hư bánh luôn ta. Đó, từ từ nha. Cục đá gì múc quá trời cát lên thôi làm xiên xíu nữa đi múc sát đây nè. Đi kiếm cục đá ấy cậu Tư, nhiều cục đá nhỏ cậu Tư. Nhiều cục đá nhỏ. Lộn, cái đèn này mới có đèn. Rồi, nó đụng sườn chưa? Chưa đụng sườn hả? Đụng mẹ sườn rồi. Tới sườn luôn hả? Ủa sao bên kia nó nghiêng chứ mà nó hay là đỡ lên đây đẩy lên đây được không? Đẩy gì được không? Ủa được. Không đẩy gì có đỡ hơn à? Chắc đợi lát gì nó bám kia qua. Thôi ra bây giờ qua bên đây nè đứng dồn qua bên đây đứng hết nè. Ừ đẩy qua lên đi, đẩy lên đi. Rồi, đẩy lên thử coi. Rồi lên đi. Em đẩy phụ đi cho thôi. Đẩy lên đẩy. Cho nó nghiêng bên kia xíu. 1, 2, 3. Tới.
lui lui lui. Không được. Không để lên đây nè, nó bị lúng rồi. Xeo nó lên cây xeo. Mình này mình nó làm khó mình. Con xíu lủng lỗ. Vô nó ta. Hồi nhiều người đẩy lên à. Này chừng 5 6 người đấy xíu ảnh lên nhờ. Bên kia được mấy người thôi? Mấy anh đi biển mà. Ờ thì chắc đông chắc đông. Có ba anh. Mà chắc chỉ ve thôi quá. Thấy nó đơn giản rồi phải không? Này là ở đây thưa dân lắm mà bác. Trời tối á, cho nên bà có tôi đi ngủ hết rồi. Nó dướng cái sườn hả ta? Nó cây này búng lên cái là buộc dây hả? Có dây gì không? Có dây mà có dây không chứ? Kiếm dây mới được. Anh nghĩ có cái bao hay gì nó cuốn ấy hơn. Có cái bao hay gì nó bám vô. Bánh trước nó cũng bị lúng nữa cho nên nó cũng. Hay là em lấy hết quần áo của em đi em bỏ ở đây đi. Thiệt nó quấn. Buộc nó quấn là nó lấy được. Nó nặng quá. Bánh trước nó lúng quá mà đi tới không được rồi. À, bánh trước nó cũng lúng. Bánh trước nó lúng quá mà. Đâu có dây đâu mà lôi ta. Để anh nghiên cứu coi. Nghiên cứu phải hai bánh mới được em ơi. Ừ. Phải hai bánh luôn mới được. Có điểm bám nữa. Cát ở đây trắng mịn trơn trời. Cát đã. Dạ. Thủy tinh đó. Tao sàn tao làm thủy tinh đó. Mày kéo gì vậy? Kéo. Có dây không? Có dây không? Có dây em cột ơi. Ồ vô muối lượng chủ cũng như là lấy cây đưa ra. Trời dạ. Ơi, nổi không? Không mà không, cái này phụ đẩy chắc đỡ. Phụ đẩy lên chắc nó... Thì kéo, cái này kéo này lên nè. Kéo cái nó nhóm lên liền. Này nhớ đợt Khương vừa đi sầu riêng hơn. Trời ơi, còn ác liệt hơn, lúng sình. Mà lúng xe tải chở cả 2 tấn sầu riêng. Thì chở chất sầu riêng xuống, rồi có coi. Cuối cùng có cái xe cuốc nó tới nó kéo lên một kéo đứt luôn, đứt dây luôn. Hên xe thì chứ không phải xe mình hả? Hai ông nội này nè, tự nhiên từ từ tấp vô cát mà chắc từ lần đầu tiên mấy bạn mới biết là lắm lấn vô cát nó lính nó lúng á, đẩy vô một cái cát này đẩy vô liền phải đi liền. Nó dừng lại là nó ấy à. À. Ờ vậy không dễ không giả giọng phụ giùm. Cái đây muốn chết. Nãy giờ ổng nào Dũng Nguyên là không kéo luôn. Khỏi kéo luôn hả? Anh lên TV luôn nè. Khỏi kéo luôn hả? Ừ. Anh chở gì vậy? Vậy? Anh chở gì vậy? Chở đá là. Chở đá hả? Tôi nhìn thấy gian luôn trời cho tôi tốt luôn trời. Anh cảm ơn. Quay đầu đẹp trai quá. Anh cảm ơn em. Anh nãy giờ đào cát bớt đẹp trai rồi đó anh.
Wow, nha anh Tư, Dũng Quyêu không rồi Tư Hương. Trời kỳ sĩ không à. Cảm ơn Tư. Tư không coi, Tư ở đây Tư bằng mở quán. Trời ơi, anh đi. Em người đây luôn hả? Dạ, em mới đi mẹ. Anh đi trốn thi công đông á. Anh đi anh đi khảo sát học đế đời. Dạ. Anh đi khảo sát học bổng. Học bổng hả? Ừ, em học còn học không? Dạ không, em chữa đế mà học hành chữa đế. Dễ thương hả? À, rồi em bộ. Bao lên tivi mày. Giật con cá đi lại. Mày biết buộc không buộc buộc không chắc à? Chắc đây. Chắc ngồi chỗ nó buồn. Dễ gì cái cản em. Rồi dài dưới không? Buộc xa đó, buộc xa ra xíu. Buộc xa xíu. Buộc gần quá nó ấy. Đi. Đi. Ê. Dài cái thau tốt rồi bác ơi. Trời ơi, nhìn cái liền luôn. Nhìn cái biết liền luôn hả? Làm sách thức kinh hài đó. Dùng máy không ai đó mà là lâu rồi không làm lại. Giờ làm ngôi sao biệt vườn. Học đứa đời. Không có lợi, giống cái ông lợi, cái ông này hay quay lên chiếc xe 67, xe 3 rồi á. Anh Thích Cương hả? Ừ, Thích Cương á, anh nhìn lọt đi chứ hả? À. Em thích có xe hả? Chưa. Xe xe bò ghẻ hả? Chát thôi mà nó lúng ghê quá ha. Đâu, tại số đâu lên đi. Rồi lên đi. Dạ, nó sợ biết đi. Dạ. Để em ra, đi, em đứng đi, em cầm cọng chơi lên, em đỡ xe lên. Ai chạy? Nó chậm. Căng dây à, từ từ. Rồi, chuẩn bị. Quay qua đó rồi. Tốt, chụp lên. Nè, không có xe tải là đuối luôn. Trời ơi, quá trời dài. Nó dài dài cho nó an toàn, để nó chồm tới á. Đầu đờ máy lên đi. Máy lên, máy lên. Lên. Nó sợ lên. Nó búng dày quá. Hay quá. Rồi kéo phải lên rồi chứ. Rồi xong. Cảm ơn anh nhiều. Kéo phải lên chứ không kéo không lên, kéo anh chị. Trời ơi, cảm ơn chị. Tắt nha. Quá trời. Ồ, nó chặt quá em. Nãy giờ ngồi thấy đầu phải. Muốn chết luôn, nó không lên. Đeo gì ở cơ, nó từ cơ đế nó bãi rồi. Anh em chú nó đi, nó lèm rồi đế bà chưa xong. Dạ. Cuối cùng cũng ra được rồi bà con cô bác ơi. Uống bia gì anh mà cho ông Thùng. Uống gì, uống sạch sữa rồi, ai uống bia. Cảm ơn nhiều. Cộng đoàn bất tính luôn. Cảm ơn nhiều. Về phương trả đi hả? Về giờ chưa? Về hả? Xong rồi hả? Về nghỉ hả? Em níp chét đi nè, chị anh chị Will đi nè. À à. Cảm ơn hai đứa nhiều. Cảm ơn. Rửa mặt lên tay đúng cho mình. Rửa tay cho mình. Cảm ơn Tư. Hết hồn. Em nó qua xíu mình qua. Qua mấy đây nè. Em qua đây nè, qua đây nè. Cảm ơn ba anh em nhiều nha. Bởi vì đi đâu có được bà con bác biết hỗ trợ đủ đỡ. Nãy giờ mình không kêu á. Nãy giờ mình không kêu á. Ghe, ghe vô kìa. Ghe vô tới luôn kìa. Ừ. Chứ cô Tư với Tư ra nói. Hay là mình cắt cái đoạn cái xe kéo lên mình anh kéo đẩy lên được. Không mình. Cái khúc mà mấy anh em mình đẩy 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 xong đẩy lên, lên luôn. Cắt một cái lên là. Vậy mới thần kỳ vậy. Nói chứ nhiều khi mình không có kinh nghiệm bọn bác đi đường xe cộ nó hay gặp sự cố này kia, nhưng mà không có kinh nghiệm xử lý. Nhưng mà cái nãy chắc cũng chỉ có xe mới kéo lên thôi. Dạ. Chứ không thể nào mà. Còn hỏi anh không? Dạ dạ. Dạ con. Xe này ta đi biển hả cô? Đi biển không á. Vậy mày về cô? Xe
Trời ơi, có khoai lang nữa ngon vậy? Cái bánh kế luôn mày. Bánh cá hả? Ờ, bánh kế. Ờ, mấy giờ cô? Mờ sáng này cỡ 4 giờ rồi cô kế mắm. Ồ, đã vậy? 4 giờ mai ra. 4 giờ hả? Sáng mai ra. Khoai này chín hả cô? Chín ăn đi. Ủa, vậy hả? Cô mời hả? Cảm ơn cô. Nó chưa bà con bác ở đây dễ thương. Mèo mèo cho mượn ghế mèo. Ngồi đi. Cảm ơn cô nhiều. Chào anh. Ô, xin chào. Không vô có gặp anh rồi. Dạ hả? Ai ai là anh Thi? Ừ, không biết. Dạ, dạ, anh Thi. Lê anh Thi hả? Dạ, dạ. Nóng nổi luôn. Chào, dạ, chắc, chắc, chắc nhỏ hơn anh rồi. Em nhỏ hơn anh 2 tuổi. Rồi hả? Chào em. Mới một mình anh mới đẩy xe lên á. Mệt quá. Ben ra bà đi luôn hả? Dạ. Đâu có, lúng lên cát nè. Chào em. Dạ. Rồi chơi. Dạ. 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 Em đi con mực hả? Dạ. Câu... Em tính đợi anh vô lấy cái tàu của anh kéo cái xe em lên. Kéo ra biển. Đi đi em câu bao nhiêu năm rồi? Dạ chào anh. Dạ. Em đi câu bao nhiêu năm rồi? Dạ. Đi câu bao nhiêu năm rồi? Em đi từ nhỏ giờ. Dạ hả? Đi ra xa không? Dạ em cũng cái đường sáng. À em đây đâu có sóng đâu, nó đâu có xây sóng lên nổi phải không? Không, cái sóng đâu xây. Ủa anh có cứ đập đập lên vậy anh đi cũng được không sao? Không sao, chỉ sợ mấy bạn nữ. Ủa không, nhưng mà nữ sao? Đi được không vậy? Dạ? Có kiện không? Kiện cử không? Ủa có gì đâu mà cử? Hả? Không có cử chứ. Ủa vậy hả? Cử vài ngày á. Thiệt không, giờ người ta làm du lịch thì không sao chứ mà đúng của bà con hồi xưa đi là không có nữ theo. Đó đấy, không ngồi đi là ngồi chứ ngồi đi là nữ. Nhưng mà vẫn có nữ đi bình thường. Vậy hả? Sáng anh vô anh thấy vẫn nữ có đi bình thường. Thật ra người ta cử là nói không biết sao, là có nghĩa là tôi thương vợ thương con, người ta nói vậy để cho vợ con ở nhà thôi. Chứ đâu có gì kiên cử. Nhưng mà cái đó cũng hồi xưa rồi. Đâu đó gì em ạ? Ngọt ngay giờ anh cơ. Vậy hả? Xin cũ của cô. Khoai lang ở đây xứ này hả gì cô? Xứ này trồng hả gì cô? Mình bây biết chứ còn bây không? À. Cô xin cũ vậy cô? Để xe đói bụng quá. Trời ơi, cục khoai nó trắng như cát thì Dương anh mới ăn cơm chay bên chùa của thầy Quang. Thiên Ân. Thầy Quang ở bên chùa Thiên Ân, thầy mời ăn cơm ngon ơi ngon. Ăn miếng đi. Mà anh rút khoai rồi. Cát không mà có gì đâu. Cát mịn trơn à. Cát có gì đâu. Cát đây ngủ sướng lắm. Em là người ở đây luôn hả? Ủa nãy câu được mấy con mực rồi anh? Cả mấy con đang luộc ăn á. Dạ hả? Đang luộc luôn. Đây là luộc rồi. Vậy dạ. Hèn chi em nói ủa anh Khương mới câu mực lên xong nó màu đỏ. Ủa em vậy là ở dưới tái không? Ở dưới ở dưới có muối tiêu mớ ớt xanh không? Tưởng mọi người là á tụi em tự làm. Có mớ ớt xanh luôn hả? Không. Mớ hả? Thử làm muối tụi em ăn đi. Rồi hả? Ngon tuyệt vời luôn. Mớ ớt xanh người ta bán làm không ngon hơn. Làm gì bằng được. Không, nếu mà mình làm thì nó sẽ đúng cái vị mình ngon hơn. Còn kia là vị giống như là công nghiệp. Nó bảo cho máy nó xây mà. Còn này mình giả không? Em tưởng mọi người tới phải 9-10 giờ đêm. Trời ơi. Tới từ chiều rồi. Em tới nơi là 5 giờ mấy. Xong em vô nhà nghỉ rồi. Em vô nhà nghỉ tháng 2 rồi. Không, mấy anh em mới nói thôi tắm rửa rồi, mất thời gian lắm, đi luôn. Tôi quên ngồi chơi tôi. Đi ra cái gặp bà con hàng xóm. Tôi là người địa phương hả Tư? Đây luôn hả? Vừa với hôn, tôi vừa với hôn. Cái mấy bà con mừng quá trời luôn. Mấy anh em vui quá. Nó ở chỗ thi rồi luôn á. Ông Lê hả? Dạ. Nó hỏi chứ ở trong người ở đâu nó. Trong làng của em nữa. Không mà cái đi tranh thủ đi lên chùa. Lên chùa cái là ăn cơm chay luôn. Thầy cho ăn cơm chay. Ngon, cơm ngon. Ngon ơi là ngon. Dưa hấu nữa. Giờ ăn dưa hấu, ăn cơm chay rồi giờ ăn khoai lang. Ăn ngọt rồi. Sống quá chứ. Có nước không Tư? Có nước dừa đấy, uống nước tươi. Lấy máy. Có nước ngọt. Lấy con thùng nước suối luôn ơi. Có bà ở đây bà bán buôn hay là nhà bán luôn rồi? Bán thôi hả? Này là quán nhậu hả? Rồi sáng tầm ở đây khoảng 4 giờ là bắt đầu kia kế cái mực nó vô để. Đã hả? Rồi lái tới mua. Dạ. Chở đi. Người ta có bán lẻ không ạ? Có chứ. À. Vậy là mình mua về mình nấu được luôn hả? Tươi đã. Cái ngày mà về á, ừ. Cho đem mua xong. Đúng rồi, ngày về sợ đem về tới mình không nổi hả? Đâu đúng thùng chứ. Cái vấn đề đó là do cách mình bảo quản. Ừ. Chứ đây người ta cũng chở rồi đóng người ta bán mà. Vậy nó trắng á. Tư có bán nước gì uống không Tư? Dạ. Là sáng mai, 6 giờ sáng. Ủa, hồi nữa bên nhà đi còn thức. Mua
lấy lộn xộn đại đi, ai uống gì uống. Hai, 4, 10 á. Mình lao mình lấy lộn xộn, ai uống gì uống nha. Thôi tối, tối em sẽ vô biến lại lần nữa cho mọi người. Thôi em đem bộ cái gì anh mượn mặc với. Vụ gì? Đồ. Em á là em có cái quần mà quần đi trekking á, là em bận quần dài đúng không? Nên tới ngủ là em tháo cái ống ra nó thành quần ngắn. Anh có đem không? Em cho mượn. Có gì nếu quá thì em cho anh mượn hai cái ống. Đồ ôm được không? Hôm qua em hỏi lịch trình của bé Thơ rồi, nó gửi qua thấy toàn là đi check-in không à, cho nên chị chuẩn bị toàn đồ đi check-in không em luôn. Em đâu có biết đâu, em tưởng đây là sư phụ gửi rồi. Chị không, không hỏi là đúng đâu có biết. Anh nói là anh gửi xong rồi chị đợi hoài không thấy gửi nên chị mới hỏi em. Lịch trình của Thơ gửi về giống như dân chuyên nghiệp vậy. Chuyên nghiệp luôn hả? Gửi một cái lịch trình chuyên nghiệp. Trời ơi, ăn hết khoai rồi Tư lấy gì Tư còn ăn Tư. Cho. Còn nữa hả? Vậy ăn tiếp. Nhà đàm dạ, đi, cảm ơn nhà Tư. Đàm đi. Uống ngon quá. Nước nè. Nó chưa để lát gửi tiền lại Tư. Dạ em. Dạ dạ. Không biết nhiêu tuổi. Em nhiêu tuổi. Nhỏ mình. Không, chỉ trong đây nó nhỏ nhất mà em. Này bằng em nè. Bằng tuổi. Thì bằng em. 86 đúng không? Sao biết? Coi với hồ sơ á. Hồi nãy mà chị không nói, em nói em cũng 52 á. Chị có thử em có chỉ không? Không mà kể quá hả? Anh Khương uống nào, anh Khương gạo lứt. Ủa cậu Tư đóng tiêu rồi. Hồi nãy là Tư ra một lần, rồi Dựng Tư ra một lần nữa là nói là đợi đi đặng lát cái xe tải xong á. Hồi nãy chiếc xe kia nó kéo lên hả? Dạ, xe tải. Tại anh thử, mình lâu lâu mình thử cái kỹ năng. Hồi nãy mình Khương anh đẩy rồi. Mình kỹ năng. Anh bươi cát xong anh đẩy cái xe lên. Xe tải hồi nãy là nó kéo nó bị úm luôn. Cho nên anh phải đẩy xe tải lên trước. Phải đổ mồ hôi luôn. Đẩy xe tải lên trước rồi xong anh mới đẩy xe kia lên. Người ta nói là đợi đi, lát người ta làm, nhưng mà anh Khương không có chịu, Khương nói sao thử kỹ năng được. Mình phải làm keo, dạ. Đúng rồi, đẩy dặn Thơ là đừng có dùng nữa là nó lúng nữa là tiêu luôn. Vô nước cô Tư ơi. Em có đổ dừng lát. Thôi đi, thường đi mấy giờ vậy? Đi cái đi chơi mà, bán em đi chơi. Dạ. Uống nào. Dạ thôi mình tranh thủ mình đi đi là... Rồi để xíu mình vô mình nghỉ ngơi, mang đi sớm. Rồi thôi cảm ơn bà con bác nhiều nha. Bà con bác thân mến, để anh tính. Bà con bác thân mến, tại vì là lần đầu mà lần thứ hai chứ, bữa là đi Sầu Riêng là bị, lại đây lần thứ hai là bị xe như vậy, cho nên là đâu đi rồi mai vô tính luôn cũng được. Dạ thôi để tính nào tính đấy mà. Cho nên là thử kỹ năng coi làm sao. Đó, nhưng mà cuối cùng mình chinh phục không được. Rồi cuối cùng phải tài xế quá gà. Cuối cùng phải nhờ chiếc xe. Có nước uống hay là chắc đi. Mà mên hơn cái là ở đâu tới đâu cũng được bà con bác thương nó hỗ trợ. Thằng em xe tải mấy bạn mấy đứa xe tải nó vừa xuống cái thấy anh Khương vừa không khéo lên cái thế luôn mừng ghê. Cảm ơn nhiều. Rồi thôi cảm ơn bà con bác nha Thư ơi. Dạ. Xin cảm ơn bà con cô bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở lúc kế tiếp ạ. Dạ cảm ơn nhiều ạ.